Xin chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thị Mai Hương. Hiện mình đang là sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV021HB010. Rất vui gặp lại mọi người, cũng như là mình rất vui khi có thể quay video này để có thể chia sẻ những kiến thức, chia sẻ những kinh nghiệm, cũng như là cách làm bài tập trong môn sự học luân lý của mình. Đây chính là sáng nay mình có một tiết học và cũng là buổi học đầu tiên ở trong môn học này. Mình thấy môn học này khá là thú vị nhưng mà cảm giác nó cũng khá là khó khăn. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào video thứ nhất. Video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết cũng như là hiểu được một số khái niệm như là lương tâm này, luân lý, đạo đức, phong tục và luật pháp. Mình nghĩ là những khái niệm này nó khá là gần gũi nhưng nó cũng khá là xa lạ nếu mà các bạn không thể nắm rõ những khái niệm cũng như là hiểu rõ những khái niệm này. Các bạn đừng có bao giờ tự hỏi mình đó chính là một xã hội tốt là một xã hội như thế nào hay không, và yếu tố nào cấu thành nên một xã hội tốt, và yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất. Đối với mình thì con người chính là yếu tố quan trọng nhất để có thể hình thành nên một xã hội tốt. Giữa con người và xã hội có một mối quan hệ vô cùng là gắn bó và gần gũi, và có thể nói là chúng không thể chia lìa nhau. Và con người tốt thì xã hội mới có thể tốt được. Vậy làm sao để có thể tạo nên một con người tốt? Có rất nhiều yếu tố cũng như là cách tác động để tạo nên một con người tốt. Chúng ta có thể kể đến đó chính là lương tâm này, luân lý này, đạo đức này, phong tục hay là pháp luật. Vậy thì chúng ta trong video này chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu năm khái niệm này và cũng như là hiểu sâu hơn về năm khái niệm bằng cách đó chính là chúng ta hãy tìm hiểu từng khái niệm một cũng như là từng yếu tố một nha. Đầu tiên chúng ta có thể nói tới đó chính là khái niệm lương tâm. Các bạn đã từng một lần hay là nhiều lần nghe qua những câu nói như là con người quý ở chữ tâm hay là hơn nhau ở chữ tâm, sống phải có tâm hoặc là lương tâm hay chưa? Tâm ở đây là gì và lương tâm ở đây là gì? Lương tâm ở đây chúng ta có thể nói nó chính là năng lực mang tính tự giác của con người. Và việc tự giác ở đây có thể kể tới đó chính là chúng ta có thể tự giám sát bản thân hay là tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành hoặc là tự đánh giá hành vi của mình. Lương tâm không phải là khi mà chúng ta sinh ra đã có, mà chúng ta cần phải một quá trình sống, một quá trình rèn luyện, và trên cái quá trình đó hai chữ lương tâm mới bắt đầu hình thành và phát triển. Chúng ta có thể nói lương tâm nó giống như là một chiếc la bàn vậy. Và chiếc la bàn đó có thể giúp cho chúng ta đi đúng hướng, đúng đường, đúng lối và không sai hướng. Hoặc là nói lương tâm như là một tấm gương. Khi mà chúng ta nhìn vào tấm gương đó, chúng ta có thể biết được bản thân mình là ai, bản thân mình là một con người như thế nào, là một người tốt, là người xấu. Hoặc là có thể coi lương tâm như là một người bạn. Nếu mà các bạn chú ý, nếu các bạn lắng nghe những lời khuyên của lương tâm, thì mình nghĩ là trên con đường thành công bạn sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn rất là nhiều. Và đặc biệt lương tâm nó còn như là một tòa án vậy, nó phán quyết bản thân mình khi mà bản thân mình phạm những lỗi sai, lỗi lầm ở trong cuộc sống. Các bạn có bao giờ phạm những lỗi lầm cảm giác vô cùng là cắn thức lương tâm hay không? Và khi mà chúng ta đã phạm vào những lỗi lầm đó, khi mà chúng ta cảm giác cắn rứt lương tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ cố gắng tìm cách làm sao để thoát khỏi cảm giác đó, tìm cách làm sao để bù đắp những sai lầm, những lỗi lầm của mình. Vậy thì các bạn đã từng trải qua cái cảm giác đó hay chưa? Cũng như là các bạn đã bao giờ làm được những hành động đó hay chưa? Hãy cùng mình chia sẻ và cách làm sao để các bạn có thể vượt qua nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tới đó chính là khái niệm thứ hai, luân lý. Nếu nói lương tâm là năng lực mang tính tự giác của con người thì luân lý nó lại là những quy tắc ứng xử, những tập tục, những giá trị phổ quát được công nhận ở trong một xã hội hay một nền văn hóa nào đó để giúp cho chúng ta có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Luân lý ở đây nếu mà chúng ta nói đó chính là việc mà chúng ta đi ngược lại với luân lý thì nó giống như là đổi phong bại tục. Nhưng nếu mà chúng ta không quan tâm, không để tâm tới luân lý thì nó lại giống như là việc mà chúng ta đang phi luân lý vậy. Luân lý chúng ta có thể thay đổi theo thời gian, thay đổi theo hoàn cảnh. Ví dụ nhá, đó chính là ở thời phong kiến thì có đàn ông có thể tam thê bạch thiếp
Anh có thể cưới rất là nhiều vợ, nhưng hiện tại năm 2022 thì pháp luật quy định một vợ một chồng. Hay là ở trong xã hội Hồi giáo thì đàn ông có thể tạo đa thê, đó gọi là chế độ đa thê. Nhưng mà ở Âu Mỹ thì pháp luật lại nghiêm cấm cái chế độ này. Và có thể nói nếu mà làm cái chế độ này thì không chỉ là pháp luật mà xã hội còn cười chê cũng như là lên án rất là gay gắt. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới và chính là đạo đức. Mình nghĩ là đạo đức này quá là thực thuộc với chúng ta rồi. Ngay từ tiểu học chúng ta đã có một môn, đó chính là môn đạo đức, đúng không nào? Vậy thì các bạn đã hiểu cũng như là nắm rõ được đạo đức ở đây là gì hay chưa? Đạo đức ở đây có thể nói nó là một cái hình thái ý thức xã hội xuất hiện tương đối sớm và có vai trò vô cùng là quan trọng trong việc phát triển xã hội này. Và đạo đức được hiểu nó giống như là những hệ thống, các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó mà con người chúng ta có thể tự giác điều chỉnh những hành vi của mình sao cho phù hợp với xã hội, sao cho giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp và phát triển hơn. Và tiếp theo chúng ta tới đó chính là phong tục. Phong tục là thói quen sinh hoạt và cách sống lâu ngày đã cái phong tục này nó giống như là nó đã ăn mòn vào trong cuộc sống và tiềm thức của chúng ta. Và những phong tục này thì tương đối là bền vững và phản ánh tính thống nhất của cộng đồng. Và chúng ta có thể coi những phong tục này là như là một dân tộc này, một địa phương, một tầng lớp, một dòng họ hoặc có thể là một gia tộc. Thì ngày nay ở trong đối với các làng, các xã thì vẫn có những phong tục giống như là giỗ tổ Hùng Vương này, hay là Tết Tết âm lịch, hoặc là khi mà đã kết thúc Tết âm lịch xong thì có những lễ chùa, lễ hội, những buổi tiệc lang chẳng hạn. Thực sự là những phong tục đó là những phong tục vô cùng là tốt đẹp và chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giữ gìn và phát huy những phong tục đó thì nó có thể ngày càng phát triển cũng như là bền vững lâu dài hơn nha. Theo chúng ta tới đó chính là pháp luật. Pháp luật chính là tổng thể các quy tắc ứng xử có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc là thừa nhận, và nó thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực được nhà nước thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục cũng như là cưỡng chế. Tiếp theo chúng ta có thể mình nghĩ là có một số khái niệm cũng như là có rất nhiều bạn lầm tưởng giữa luân lý và đạo đức. Thực chất thì hai cái điều này nó đều khác, nó khác một chỗ cũng như cái chỗ này cũng khá là quan trọng. Đó chính là vấn đề luân lý có thể thay đổi theo thời gian, không gian cũng như là hoàn cảnh, còn đạo đức thì không. Ví dụ nhá, đó chính là về vấn đề tiêu chuẩn đạo đức là về việc con cái thì yêu thương cũng như là phụng dưỡng cha mẹ khi về già này, hay là việc trên nhường dưới, lá lành đùm lá rách, thì mình nghĩ là những tiêu chuẩn đạo đức này sẽ không bao giờ thay đổi, cũng như là thay đổi theo thời gian, dù là hồi trước hay là tới hiện tại thì nó đều được phát huy cũng như là đều được con người chúng ta vô cùng là yêu, đều vô cùng là quý trọng cũng như là cố gắng thực hiện nó. Còn nếu mà ngược lại là đối với luân lý thì khác. Như ví dụ mình đã nói ở phía trên, đó chính là việc đa thê, chế độ đa thê. Ở thời phong kiến thì có chế độ đa thê, nhưng tới thời điểm hiện tại thì đã không còn tồn tại nữa rồi. Và cho nên việc mà luân lý có thể thay đổi theo thời gian, thay đổi theo hoàn cảnh cũng như là xã hội, điều này đã được chứng minh rồi, đúng không nào? Ngoài ra thì đối giữa pháp luật và đạo đức cũng có những điểm khá là khác nhau. Nếu mà nói pháp luật hình thức thực hiện của pháp luật có thể kể tới đó chính là việc giáo dục hay là tuyên truyền. Còn đối với đạo đức thì nó là truyền miệng, là ghi chép. Nếu mà chúng ta không thực hiện pháp luật thì sẽ bị xử phạt cũng như là bị giải quyết theo những quy định mà pháp luật đề ra. Nhưng đạo đức thì khác, nếu mà chúng ta không thực hiện thì chắc chắn là không bị sao cả. Pháp luật thì là bắt buộc, còn đạo đức thì không. Lấy ví dụ nha, nếu mà đến thời điểm này, nếu mà không con cái mà không phụng dưỡng cha mẹ, hay là việc con cái không lễ phép, không yêu quý, không quan tâm chăm sóc cha mẹ thì theo tiêu chuẩn chính là pháp luật thì không hề bị gì cả, đây không gọi là vi phạm pháp luật. Nhưng ngược lại giữa đạo đức thì lại khác, nó phải nói là một hành vi vô cùng là nghiêm trọng và sẽ bị xã hội lên án vô cùng là gay gắt.
Nếu ví dụ tiếp theo đó chính là khi mà đi đường đúng không, thì chúng ta phải nếu mà chúng ta không dắt tay một bà cụ nhá, cái bà cụ này là đang khá là khó khăn khi là đi sang đường. Nếu mà chúng ta không dắt bà cụ đó sang đường thì chúng ta cũng không gọi là vi phạm pháp luật, nhưng theo ở tiêu chuẩn đạo đức thì chúng ta như vậy là không tốt rồi đúng không nào. Vậy thì theo các bạn, giữa pháp luật và đạo đức còn có những điểm gì khác nhau nữa, cũng như là những khái niệm trên, những yếu tố trên có đối lập cũng như là khác biệt như thế nào nữa, thì bạn có thể chia sẻ với mình bằng cách bình luận ở dưới phía bình luận, thì chúng ta cũng có thể cùng nhau chia sẻ cũng như là cùng nhau bàn luận nhiều hơn nha. Và có những vấn đề gì thắc mắc thì cũng bình luận, chúng ta cũng có thể cùng nhau bàn luận và giải quyết mọi vấn đề. Và trên là bài thuyết trình cũng như là trên là phần video bài tập buổi 1 của mình, mà cho mong là video này sẽ giúp các bạn có thể hiểu hơn về những khái niệm, hiểu hơn về những yếu tố, và dù và nếu mà gặp phải những vấn đề cũng như là có những sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua cũng như là góp ý cho mình nha, để mình có thể hoàn thiện cũng như là có một chuỗi video càng ngày càng tốt hơn.